Vừa qua, Garena ra mắt một bộ trang phục mới của vị tướng Giáp có tên Tiểu Đệ Hổ Báo. Đây là một bộ trang phục tương đối đẹp mắt dành cho vị tướng trợ thủ này. Điều kiện được đưa ra rất cụ thể là game thủ Liên Quân cần nạp một số tiền nhất định, tích lũy đủ 32 quân huy để nhận được năm huy hiệu Z. Sau đó, người chơi Liên Quân vẫn cần tích lũy đăng nhập trong vòng 5 ngày để nhận thêm huy hiệu dây tương ứng thì mới đủ điều kiện để đổi các vật phẩm tương ứng. Tức là có thể hiểu tất cả game thủ liên quân đều có thể nhận huy hiệu dê nhưng muốn có trang phục diếp tiểu đệ hổ báo thì phải tích lũy nạp đủ quân huy và điểm danh đủ 5 ngày, bạn sẽ chắc chắn nhận được skin mới diếp tiểu đệ hổ báo. Như vậy thì điều kiện cần là game thủ phải nạp tiền thì mới có thể có được bộ trang phục mới của vị tướng diếp. Đây cũng chính là lý do khiến cho cộng đồng liên quân mobile tranh cãi cho rằng một số youtuber đã lương lẹo khi nói diếp tiểu đệ hổ báo là quà tặng. Một vài người chơi Liên Quân còn so sánh đây giống như việc ở trong siêu thị mua bột trặc Omo tặng trai nước giữa chén. Cũng có thể hiểu đây là một món quà tặng dành cho game thủ Liên Quân nạp tiền bởi số quân huy mà game thủ nạp vào trò chơi này vẫn còn nguyên vẹn, đồng thời thì trang phục sẽ được nhận khi tích lũy đủ cả hai điều kiện kể trên. Thế nhưng, đây lại không phải món quà tặng cho toàn bộ game thủ trong server Liên Quân bởi những người chơi không nạp đủ số quân huy kể trên thì đương nhiên. Có tích lũy đủ ngày đăng nhập cũng chẳng nhận được điều gì. Do đó, có người chơi nói đây là nạp mới có thì cũng không hề sai. Tuy nhiên, nhìn nhận ở một khía cạnh khách quan thì con số 32 quân huy trong liên quân cũng không phải là quá nhiều. Và nếu bạn là một người chơi thích vị tướng trợ thủ này thì hoàn toàn có thể bỏ ra khoảng 20.000 đồng để sở hữu một trang phục trông khá đẹp và ngầu còn việc người chơi tranh cãi cho rằng có sự lương lẹo ở đây thì cũng còn tùy thuộc vào quan điểm và suy nghĩ của từng người bạn nghĩ sao về vấn đề này hãy để lại bình luận cho chúng mình được biết nhé ảnh internet